Chào mừng anh chị em thân yêu của Unraxa. Ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng mới, chúng ta sẽ quay trở lại với những sinh vật quen thuộc trong Ark Survival. Một số nhân vật xuất hiện trong video này sẽ mang yếu tố thần thoại. Đây có thể sẽ là phần kết của sinh vật kẻ bay, để chúng ta cùng đến với các kẻ khác của thế giới Ark từ chúng mình nhé. Vẫn như thường lệ thì trước khi bước vào nội dung chính thì mình có một số lưu ý. Những thông tin trong video là thông tin ghi chép trong hồ sơ trò chơi, không phải thông tin nghiên cứu khoa học. Nên nếu có điều gì cần giải đáp, các bạn có thể bình luận bên dưới để chúng ta cùng trao đổi thêm nhé. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe ủng hộ Unraxa, rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Dragon. Rồng được xem là một trong những boss của thế giới Ark Survival, là một sinh vật to lớn, dễ dàng lấn át cả Brute Mortar và Megapithecus về kích thước. Nó đứng và đi bằng hai chân, tuy nhiên nó sẽ trở thành bốn chân khi bắt đầu chạy. Nó có màu tím với đôi cánh và một số hoa văn màu cam chạy dọc theo hai bên cơ thể. Trong đó, đáng chú ý nhất là các dãy màu cam lớn chạy từ sau gốc đầu đến gốc cổ và dãy thứ hai chạy dọc theo hai bên cơ thể. Đầu của nó có một chiếc sừng đặc biệt. Trên đảo, rồng chỉ được tìm thấy trong đấu trường rồng. Để đến được địa điểm này, người chơi phải đến thùng cung cấp hoặc Obelisk và đặt các vật phẩm cống nạp cần thiết vào bên trong, sau đó nhấp vào một cổng rồng tạo ra. Một cổng sẽ được mở ra để dịch chuyển tức thời những người chơi và khủng long gần đó vào đấu trường. Rồng cũng có thể được tìm thấy ở cả đấu trường Ragnarok và ốc đảo Forsaken và sẽ xuất hiện ở bất kỳ tháp đài nào trên cả hai bản đồ. Rồng có thể được thuần hóa và cưỡi trong một thời gian ngắn từ Red Mini Obelisk trong nhiệm vụ Survive the Ark trên Genesis phần 2. Trong Survival of the Fittest, rồng cũng đã xuất hiện trên bệ trung tâm vào khoảng giữa trận đấu và có thể thuần hóa. Rồng chỉ có thể được cưỡi trong một thời gian ngắn trước khi tấn công chủ nhân của nó. Rockbreak. Rockbreak có danh pháp là Braconis Obscurum. Con rồng này không thực sự bay mà nó thuộc dạng lướt đi. Rockbreak đã phát triển những móng vuốt mạnh mẽ và bộ lông đầy màu sắc trên các chi trước cho phép nó lướt từ chỗ đầu này sang chỗ đầu khác. Nhưng nguy hiểm nhất trong tất cả là khả năng ngụy trang của nó, cho phép nó ẩn mình vào bóng tối và rình đập con mồi mà không bị phát hiện. Lông của Rockbreak sẽ dựng lên để cảnh báo khi chúng ở gần, và loài rồng khổng lồ này dường như là kẻ thù tự nhiên duy nhất của Reaper. Với khả năng di chuyển vô song và sức mạnh không thể phủ nhận, Rockbreak là một thú cưỡi được săn đón rất nhiều. Những người thành công khi đưa một con trở về từ nơi lầm tổ của nó sẽ đột nhiên thấy những hang động này dễ đi qua hơn nhiều, và kẻ thù của họ cũng sẽ trở thành con mồi lúc nào không hay. Ngay cả Yên và người cưỡi cũng không bị ảnh hưởng bởi lớp ngụy trang chủ động của nó. Vì vậy, kẻ thù sẽ không bao giờ nhìn thấy chúng đến. Phoenix. Phoenix còn được gọi là Phượng Hoàng. Sinh vật này chỉ có thể được tìm thấy ở Scorus. Trong số sinh vật biết bay bí ẩn nhất, phần lớn những gì chúng ta biết về Phượng Hoàng đều nằm trong những truyền thuyết được truyền qua nhiều thế hệ. Nhiều huyền thoại này thường được thay đổi theo thời gian, nhưng có một điều không đổi là niềm tin rằng lửa tượng trưng cho sự thanh tẩy và đổi mới. Phượng Hoàng thể hiện quá trình tái sinh thông qua chu kỳ chết chóc và đổi mới vĩnh cửu của nó. Cụ thể hơn thì Phượng Hoàng không bao giờ hạ cánh và sẽ bay liên tục trên bầu trời cao. Nó sẽ tiếp tục bay xung quanh cho đến khi sự kiện Headway kết thúc và Phượng Hoàng sẽ biến thành tro. Khi Headway tiếp theo xảy ra, Phượng Hoàng sẽ tái sinh từ đống tro tàn đó. Khi biến thành tro hoặc biến từ tro thành một con chim lửa, Phượng Hoàng sẽ thực hiện một màn trình diễn xa hoa, xoay tròn như một quả cầu lửa xoáy được tạo ra. Trong khi Phượng Hoàng có vẻ mơ hồ đối với hầu hết các loài động vật hoang dã, thì nếu bị khiêu khích, sự hung dữ của nó có thể hiện rõ ở khả năng đốt cháy mục tiêu chỉ bằng một cú cắn. Cố gắng làm dịu cơn giận dữ của một con phượng hoàng theo nghĩa đen là đang đùa với lửa. Phượng hoàng phải liên tục bị đốt cháy để có thể thuần hóa. Sau khi được làm dịu, phượng hoàng sẽ lấy lại sức sống khi bùng cháy. Mặc dù có kích thước nhỏ gọn, nhưng chúng ta vẫn có thể cưỡi phượng hoàng. Nhưng khả năng bùng cháy dữ dội của nó đã được chứng minh là vô giá trong chiến đấu. Thêm vào đó, nó có thể nhanh chóng nướng thịt, nấu chín ngon và tinh chế quặng thô bất cứ lúc nào như một lò nung sống. Đúng là quá bá đạo. Wyvern. Wyvern là một trong những sinh vật nổi bật của thế giới Ark Survival. Theo ghi chú từ hồ sơ trò chơi, thì sinh vật này có thể được tìm thấy ở Scorus trong The World Scar ở Ragnarok và Wyvern Keep ở Vanguero trong The Red Trance, The Lost Island trong Wyvern Trance và trong các chiến hào trên bản đồ Fyodor. Wyvern có thể được tìm thấy ở 5 biến thể Poison, Fire, Lightning, Ice và Forest. Giống như họ hàng của nó là Braconis với vảy bột thép, cánh da và khả năng phun đạn từ một cặp tuyến bên trong miệng. Bản chất của những viên đạn này gắn liền trực tiếp với màu sắc của vảy Braconis.
một số phun lửa trong khi những con khác giải phóng axit độc hoặc thậm chí là các luồng điện sinh học. Chúng cực kỳ hung dữ, thường bay quanh các vùng núi hoặc chiến hào để tìm kiếm một cuộc chiến. Ngoại lệ duy nhất là Wyvern Forest, loài này không hề tấn công. Với đức ít đối thủ, Wyvern được coi là một trong những loài săn mồi nguy hiểm nhất trên Score Earth vì tốc độ đáng kinh ngạc và các đòn tấn công nguyên tố tàn khốc chỉ sau Manticore và có thể sánh ngang về độ hung dữ và sức mạnh với Dead Worms. Belagonis. Hồ sơ Ark ghi chép rằng Belagonis có kích thước lớn hơn nhiều của các loài chim nước như cò hoặc bồ nông. Mặc dù danh pháp Belagonis Myocanis cũng có nghĩa là bồ nông, nó có nhiều đặc điểm chung với những người anh em hiện đại của nó. Với sải cánh sánh ngang với loài Archentavis, nó cũng sở hữu một cái mỏ chứa đầy những phần nhô ra giống như răng để bắt cá, cũng như bàn chân có màng để trèo trên bề mặt đại dương khi nó phải nghỉ ngơi đôi cánh của mình. Tuy nhiên, có vẻ như nó dành nhiều thời gian hơn để săn cá trên biển sâu. Trên thực tế, chúng ta hiếm khi nhìn thấy một con Belagonis hoang dã ở bất kỳ nơi nào gần bờ biển của đảo chính. Nó nghỉ ngơi bằng cách lướt hoặc chầm mình trên mặt nước của các bãi biển trên đảo. Hành vi này được cho là kết quả của bản năng sinh tồn của nó. Suy cho cùng, đầu thế Miocene là thời kỳ hậu khủng long và Belagonis sẽ không quen với những kẻ săn mồi này. Chúng ta có thể thấy sự nhút nhát của nó qua tốc độ chạy trốn khỏi con người. Vì khả năng bay, lướt và bơi trên mặt nước, nên khi Belagonis được thuần hóa, sẽ là một trong những loài thú cưỡi linh hoạt nhất trên đảo. Một bàn chân có màng cho phép Belagonis di chuyển nhẹ nhàng trên các bề mặt đại dương, nhưng lại ngăn không cho nó mang con mồi lên khỏi mặt đất. Điều này có thể là một số hạn chế của nó. Tarbezara. Tarbezara là một sinh vật bay có vẻ ngoài giống với Nyctosaurus. Mình không biết có phải là Nyctosaurus đổi tên hay không, anh em confirm bên dưới nhé. Tarbezara có sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc so với các loài bay khác trên đảo, được tìm thấy xung quanh vách đá, rừng cây gỗ đỡ cao và các môi trường thẳng đứng khác. Tarbezara bay lướt qua các cảnh quan nhưng hiếm khi quá xa mặt đất. Thỉnh thoảng sẽ đáp xuống mặt đất trong một thời gian ngắn trước khi bay lên lại, đôi khi là lơ lửng trên không trung mà không hề tiến về phía trước. Tarbezara sẽ bỏ chạy khi có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, ngay cả khi chỉ đơn giản là tiếp cận mà không tấn công nó. Tarbezara có một chiếc sừng lớn được hồ sơ Ark ghi chép là một cơ quan cảm giác. Nó không chỉ làm giảm bán kính quay vòng ở cả tốc độ cao mà còn cung cấp cho Tarbezara thông tin bổ sung để giúp nó bay trên không trung với sự đẹp mắt tuyệt vời. Sinh vật này cũng sử dụng hiệu quả những bốn vuốt sắc như dao cạo đi bám vào các bề mặt như thân cây cao để giữ thăng bằng tuyệt đối. Thorgos Akum. Thorgos Akum thành được gọi là cơn cơn McLabes. Mình xin phép gọi nó là cơn cơn. Cơn cơn có nguồn gốc từ các bãi cát sa mạc của Sahara, Sahel và Negev. Cơn cơn là loài chim ăn xác thối đang phân hủy của các loài động vật khác và chỉ hung dữ khi bảo vệ bữa ăn của mình. Do đó, các bạn lưu ý khi nhìn thấy các nhóm cơn cơn bay vòng tròn phía trên. Điều đó có nghĩa là một sinh vật bị thương hoặc một trận chiến đẫm máu có thể đâu đó bên dưới. Vì các loài cơn cơn thường sống ở những vùng đất nóng nhất của sa mạc, nên bất kỳ thức ăn nào nó ăn đều thối rữa nhanh chóng. Do đó, bạn thường có thể thấy sự tụ tập quanh một xác chết, ngay cả khi thịt đã hỏng. Chúng sẽ phòng thủ trước bất kỳ thứ gì chúng ăn, vì vậy chúng sẽ tấn công bất kỳ động vật và người chơi nào đi quá gần. Mặc dù có sải cánh ấn tượng, nhưng cơn cơn lại có kích thước nhỏ hơn họ hàng của nó là Archentavis. Bạn có thể thuần hóa cơn cơn để đậu trên vai, vì chúng ta không thể cưỡi nó được. Điều thú vị là cơn cơn có khả năng lưu trữ thịt sống trong một dạ dày riêng biệt. Nó sẽ phân hủy với tốc độ chậm hơn. Về mặt lý thuyết, các bộ lạc có thể sử dụng đặc điểm này để bảo quản thịt cho các công thức nấu ăn. Bubochinukes. Bubochinukes là danh pháp của cú tuyết trong thế giới Ark Survival. Đây được xem là một bất ngờ thú vị. Cú là loài động vật đáng chú ý, nhưng chúng không phải là loài có thể tự mình sống sót sau sự kiện tuyệt chủng, vì chúng không bao giờ rời khỏi mảng lãnh nguyên băng giá. Obelisk là chìa khóa cho sự sống của chúng. Bubochinukes có đôi cánh lớn giúp chúng tiết kiệm năng lượng trong những chuyến bay dài. Đây là một sinh vật hung dữ với hầu như mọi thứ trong tầm mắt và có thể dễ dàng phát hiện ra bất kỳ loài vật nào đang ẩn nấp nhờ tầm nhìn nhiệt của mình. Chúng săn mồi bằng cách lao xuống để tấn công bằng những móng vuốt mạnh mẽ. Tuy nhiên, những móng vuốt này cũng tiết ra một loại hóa chất có điểm đóng băng cao để làm chậm con mồi, và chúng thậm chí có thể giải phóng loại hóa chất này thành một đám mây rộng, tạm thời đóng băng kẻ thù. Với khả năng bay nhanh và các đòn tấn công lạnh lùng, Bubochinukes là một loài thú cưỡi hỗ trợ hoặc chính xác tuyệt vời cho người cưỡi, và cũng được hỗ trợ bởi tầm nhìn tuyệt vời của nó, có thể chia sẻ với người cưỡi thông qua anten. Điều này giúp Bubochinukes dễ dàng phát hiện ra các mạch nguyên tố, ngay cả khi chúng ở dưới lòng đất. Clawbuck. Clawbuck hay Lightbuck, dịch nghĩa là bọ đen,
Đây là một trong những sinh vật trong bảng mở rộng Aberration trong Ark Survival. Theo hồ sơ Ark ghi chép lại, Globuck là hậu duệ của họ côn trùng Lampyridae. Thông thường, một loài côn trùng với đặc điểm của đó sẽ phát triển mạnh mẽ ở những khu vực không có kẻ thù tự nhiên nào được biết đến. Nhưng có thể quần thể Globuck được điều chỉnh theo số lượng sinh vật tranh quyền. Nhưng có thể quần thể Globuck được điều chỉnh theo số lượng sinh vật tranh giành nguồn sáng tích điện của nó. Mặc dù là nguồn tài nguyên quý giá, nhiều bộ lạc tin rằng Globuck là loài linh thiêng và ngưỡng mộ nó về độ sáng và các hoa văn thanh lịch của nó. Đó là về tự nhiên, còn về thuần hóa thì đến cả các nhà phát hành còn nói rằng thuần hóa một con bọ cánh cứng sẽ là một sự lãng phí thời gian hoàn toàn. Khi chúng ta không biết nó có bất kỳ tiện ích hay chức năng hữu ích nào, nhưng chúng ta có thể tiết kiệm nhiên liệu bằng cách sử dụng chúng để thắp sáng một khu định cư. Glassback. Glassback là sinh vật bản địa của bản đồ Extinction Genesis phần 1 và 2. Có một số giả thuyết cho rằng thành viên của ngành Tardirada sẽ là loài cuối cùng trên trái đất trong trường hợp xảy ra ngày tận thế. Vì vậy, thêm một số cách, sự tồn tại của loài Glassback có danh pháp là Mopsechiniscus là điều hoàn toàn có thể dự đoán được. Glassback chậm chạp và không hiệu quả trong chiến đấu, vì vậy để sống sót, nó có xu hướng chọn cách bay. Đầu tiên, nó tự phồng lên như một quả bóng bay, chậm lại trong giây lát và tăng độ bền. Sau đó, nó phóng lên không trung bằng cách đẩy khí qua một loạt các cơ thắt ở dưới bụng. Nó cũng có thể sử dụng cơ thắt này làm chậm quá trình hạ xuống. Đúng vậy, nghe có vẻ hơi hài gión. Nhưng Glassback đã tận dụng tối đa khả năng của mình. Ngoài việc nhảy, nó có thể sử dụng khí dự trữ của mình để đẩy lùi kẻ xâm lược hoặc thậm chí nổi trên mặt nước. Khi được thuần hóa, Glassback là một phương tiện chở hàng tuyệt vời. Những sợi lông trên lưng cho phép người cưỡi có thể điều khiển mà không cần yên. Và nó mang lại một lượng hàng hóa đáng kinh ngạc so với kích thước cơ thể. Một tiểu đội nhỏ như thế này có thể khiến chúng ta vận chuyển số lượng kha khá tài nguyên trong chốc lát. Vừa rồi mình và các bạn đã cùng đến với các sinh vật hệ bay còn lại trong thế giới Ark Survival mà mình biết. Chắc chắn mình vẫn còn thiếu sót một vài cái tên. Nên các bạn nào còn thông tin về các loài khác thuộc hệ bay thì bình luận bên dưới để anh em chúng mình sẽ bổ sung thêm vào phần 3 nếu đủ thời lượng. Vậy nhá. Và nếu thấy video này hữu ích hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của Onjaxa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.